Hello, kính chào quý vị anh chị đầu tư. Em là Trọng Đại, em là thành viên của tổ tư vấn tín hiệu câu lạc bộ ITP. Rất vui ngày hôm nay em lại được quay trở lại với clip ngắn cổ hot hôm nay. Hy vọng là những cái góc nhìn của em về phần phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho anh chị những có góc nhìn khách quan hơn về các mã cổ phiếu. Thì ngày hôm nay em sẽ đưa đến cho quý anh chị hai mã cổ phiếu, đó là MBB, ngân hàng MB Bank và công ty chứng khoán SSI. Trước tiên là MBB. MBB trong dài hạn là một xu hướng tăng, hiện tại đang có những cái nhịp điều chỉnh tương đối là mạnh về những cái vùng hỗ trợ trong trung dài hạn, đó là quanh giá 20. Trung hạn trên khung đồ thị tuần nó đang là một xu hướng giảm, tuy nhiên cái lực giảm này nó cũng đã bớt lại, và hiện tại nó đã tiệm cận những cái vùng hỗ trợ quan trọng là loanh quanh giá 21 22. Ngắn hạn thì là một xu hướng giảm, sau khi nó phá đáy thì hiện tại ngày hôm nay nó có những cái đà hồi phục tương đối là tốt. Thì trong ngày hôm qua và ngày hôm kia thì MB đã chạm về những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng, đó là vùng quanh giá 22, 21.5 đến 22 là cái vùng giao găm 129 trên khung đồ thị tuần của nó. Anh chị có thể thấy cái đường màu cam trên khung đồ thị tuần này nó chỉ đây nhé. Thì ngày hôm nay MB đã cho một cái tín hiệu quay đầu, hồi phục tương đối là tốt với cái vol tốt trong hai phiên trở lại đây, quanh hơn 10 triệu cổ. Và cái mục tiêu tiếp theo của MB hướng đến là quanh vùng giá 25, cao hơn nữa nếu mà tích cực hơn nữa thì quanh 27 chính nhá. Anh chị nào mà mua được MB trong hai phiên trước thì tương đối ok. Chị nào chưa mua thì có thể ngày mai hoặc ngày kia có thể canh những cái nhịp MB về những cái vùng 23 hay gì đó, loanh quanh 23 thì anh chị cũng có thể mua được một phần nhỏ hay gì đó, mua được hai phiên trước thì sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là SSI. SSI sau những cái chuỗi giảm điểm rất là mạnh, đâu đó từ ngày mùng 10 tháng 6 đến bây giờ, chuỗi giảm điểm khoảng 10 phiên liên tiếp mà rất nhiều những phiên sàn, thì ngày hôm qua có cái tín hiệu tạo một cái nến doji khi mà cái vùng đáy này cũng rất nhiều nhà đầu tư họ bán ra, nhưng mà cũng rất nhiều nhà đầu tư họ mua vào ở đây. Thì ngày hôm nay ngay từ phiên sáng SSI đã tạo một cái nến trần này, nến trần giá trần rất là tích cực, và cái mục tiêu sắp tới của SSI trong ngắn hạn đó là quanh giá 22. Dài hạn của SSI thì vẫn là một xu hướng tăng, đây là những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh từ cái vùng đỉnh cũ, đâu đó là từ giá 50 mà bây giờ chỉ còn giá 16 17, quanh giá 16 17, tức là nó giảm rất là nhiều. Về mặt Fibonacci thì nó cũng đã giảm rất là nhiều con sóng này rồi. Về cái đường trendline thì anh chị có thể thấy đây, khi mà nối cái đỉnh của năm 2007, đỉnh của năm 2018, nó đã cắt cái đường giá này nhá. Cái đường giá nó chạm với đúng cái đường này, có được tín hiệu hồi phục trở lại. Thì nếu mà ai đã mua được MBB được quanh SSI quanh cái vùng giá 16 trong vòng 2 tháng trước thì tương đối ổn. Hôm nay thì ai mua trần thì cũng có cơ hội là hồi phục được khoảng 10-15%. Ngày mai nếu mà 1-2 phiên tới SSI nó có loanh quanh giá 18 thì anh chị cũng có thể mua được. Hy vọng nhịp này của SSI lên loanh quanh giá 21.5, tích cực hơn nữa là cái vùng đáy cũ là loanh quanh 23.5 đến 24 nhá. Cũng tương đối là tích cực. Khi mà cổ phiếu ở những cái trend dưới mà ai cũng đang chê thì bắt đầu là có những tín hiệu hồi phục trở lại. Thì trước đó ở trên livestream của em trong 2-3 ngày cuối tuần, tức là thứ 6 đến chủ nhật, thì em cũng có chia sẻ là hai cái ngành là ngân hàng và chứng khoán là sẽ có những cái nhịp hồi phục vào thứ 3 và thứ 4 gì đó. Các anh chị nào mua được cũng tương đối ổn. Ở đây thì em cũng có trên cái room, đây là cái room tín hiệu mua bán của em, là anh chị khách hàng của em có chia sẻ là nhịp tới VN Index giảm thêm, có thể có một số ngành bắt đáy như là chứng và ngân hàng. Anh chị nào thích cảm giác mạnh có thể đánh lên từng phần, điểm mua có thể liên hệ với anh em, vì bắt giao đôi không dành cho nhau người và cần kinh nghiệm nên là anh em sẽ không khuyến nghị công khai. Thì nhưng mà hôm đó Hôm sau hôm đó là có MB tương đối là đẹp về những vùng hỗ trợ chia sẻ của bạn, thì em cũng khuyến nghị cho các anh chị là quanh giá 21.5 đến 22, chốt lời 25 và cắt lỗ 21. Đây là đêm ngày 20 tháng 6 và đến sáng trưa mở cửa ngày 21 thì em cho quý anh chị. Thì anh chị có thể liên hệ với em để join vào cái room này gì nhá, hoặc là quét cái mã QR code trên màn hình để được join vào cái room mà em chia sẻ với anh chị nhé. Ok ạ. Vừa rồi là em vừa chia sẻ hai cái mã rất là tích cực trong ngày hôm nay, cũng là hai cái mã tiêu biểu của hai cái ngành chứng khoán và ngân hàng được cả cái dòng tiền tham gia tương đối là tốt trong phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay. Hy vọng là những chia sẻ của em sẽ đem lại những cái góc nhìn khách quan và giúp nào đó cái phần nào đó cho anh chị có thể có những thông tin về mặt đầu tư để anh chị đầu tư hiệu quả hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.